Trải bài năng lượng hôm nay thế nào? Khi lá bài đời sinh này xuất hiện, nó nhắc nhở chúng ta hôm nay sẽ có một ngày rất là hạnh phúc. Nhưng mà các bạn phải lưu ý đến sức mạnh của năng lượng tích cực và cũng như tiềm năng phát triển về mặt tích cực ẩn sâu trong mỗi con người chúng ta. Khi mà các bạn để cho ánh sáng bên trong của mình nó tỏa sáng rực rỡ và tự tin nhất, thì nhất định ngày hôm nay của bạn là một ngày thực sự là ấm áp và tích cực. Và nguồn năng lượng tích cực của lá bài này, nó khuyến khích các bạn phải phát triển cá nhân và nâng cao nhận thức của mình. Bạn phải đánh giá lại cuộc sống của mình ngày hôm nay. Bạn sẽ được công nhận những gì bạn làm và những lĩnh vực bạn đang phát triển có thể tiếp tục phát triển rất là nhiều. Lưu ý đừng để cho tiêu cực và những rắc rối hôm nay diễn ra. Bạn phải biết rằng những cái gì nó đến, nó phải đến, mọi việc nó phải diễn ra đúng như vậy. Do đó hãy tin tưởng vào mặt tích cực của cuộc sống này. Và về những mối quan hệ trong cuộc sống, các bạn phải chú ý là cố gắng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào những cái mối quan hệ đó, để cho họ được thoải mái, bởi vì chúng ta sẽ tạo ra một cái khởi đầu mới, một ngày mới thực sự là tích cực. Và bạn nào đang trong mối quan hệ cam kết thì nhớ là chú ý quan tâm đến họ nhiều hơn. Hãy nhắn tin nói lời yêu thương đầu ngày hôm nay nha các bạn. Gửi đến người yêu thương của mình lời yêu thương nhất mà bạn có thể nhắn tin cho họ. Và thêm một thông điệp đến từ những linh vật trong cuộc sống chúng ta, thì hôm nay các bạn có linh vật là con vẹt. Khi mà con vẹt này xuất hiện, nó thông báo các bạn cần phải cởi mở, hòa đồng hơn với mọi người. Bạn phải tìm cách bắt đầu cuộc trò chuyện với những người khác, mà bạn phải đặt ý tưởng vào cái việc chú ý đến ngôn từ và từ ngữ mình nói chuyện, bởi vì đây là cách mình học việc phát triển bản thân qua việc sử dụng những lời nói nhẹ nhàng và ái ngữ, từ đó giúp cho bạn có một cách tạo ra âm thanh thật sự là linh hoạt, điều chỉnh được cuộc sống này. Hãy học kỹ năng lắng nghe tích cực, hãy nói những điều đẹp và những điều thật sự có ích cho mọi người. Bạn sẽ thấy rằng qua cái năng lượng của linh vật này sẽ giúp cho các bạn có một cái phong cách hợp với cá tính của mình, giúp bạn xác định được sắc thái phù hợp nhất đối với các bạn. Và lưu ý, chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình nha các bạn. Và linh vật vẹt này cũng đại diện cho sự tích cực trong cuộc sống và mong muốn các bạn hãy sống với những người xung quanh ở hiện tại với những cái gì mà các bạn có thể cầm nắm và thấy được. Và các bạn phải cẩn thận với lời nói của mình, bởi vì nó có rất ý nghĩa rất quan trọng khi các bạn chú ý và thận trọng khi nói một điều gì đó với người khác. Bạn nên dùng lời nói của mình để khuyến khích, khen ngợi, chứ không phải để tránh sử dụng những ngôn từ xúc phạm, những ngôn từ gây sát thương cho người khác. Khi bạn có thể chứng tỏ được qua lời nói của mình, có sức mạnh truyền đạt những gì bạn mong muốn và những gì bạn nhìn nhận, nhưng mà hãy cẩn thận với lời nói của mình, bởi vì có thể lời nói sẽ đem sự gây mất lòng đối với người khác ngoài ý muốn mà các bạn không hề biết. Mến chúc các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Hãy sống tích cực và hãy cẩn thận với lời nói của mình. Nhất định các bạn sẽ có một ngày thực sự là vui vẻ, tích cực nhất có thể.